Xin chào quý bác tài cũng như là mọi người đang xem video, thì em là Trang đến từ công ty ô tô Phú Mẫn. Đến với video hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý bác tài một dòng xe mà đang được bán rất là chạy trong dịp đầu năm hiện nay, cũng như là đang được các nhà kinh doanh vận tải đang tìm kiếm ha. Đó là dòng xe ZN800. Thì trước mặt quý bác tài đây đó là dòng xe ZN800, xe có tải trọng là 8 tấn 35 với kích thước gọt lồng thùng dài là 7m6. Xe đang sử dụng là cabin đầu vuông. Thì với cái dòng xe ZN800 này cũng đang được trang bị cái phần đuôi nước gió ha. Dòng xe này sẽ có 3 màu cơ bản là màu trắng, màu xanh và màu ghi cho quý bác tài của mình lựa chọn. Nếu như mà quý bác tài của mình muốn sơn màu theo yêu cầu hay là sơn màu theo phong thủy á, thì công ty bên em cũng sẽ hỗ trợ sơn màu theo yêu cầu của quý bác tài mình luôn. Thì màu sơn mà bên em sử dụng đó là lớp sơn tĩnh điện 5 lớp sẽ giúp chống phai màu và trường tồn theo thời gian ha. Về phần ngoại thất thì xe cũng được trang bị phần kính phía trước dày 3 lớp với cái mặt đường nạ ga lăng bằng sắt rất là cứng cáp. Kết hợp với đó là logo ZAC, GAC cũng như là số loại của xe N800 được mã chrome rất là sáng ha. Còn kế bên hai bên sườn xe đó là phần đèn. Đèn thì được tích hợp đèn pha cốt halogen sẽ giúp cho xe của mình có cường độ chiếu sáng tốt nhất khi di chuyển vào ban đêm. Phần phía dưới sẽ là phần đèn sương mù sẽ giúp cho quý bác tài của mình dễ dàng di chuyển ở những cung đường có sương mù dày đặc. Thì với cái chiều dài là 7m6 thì phần xe sẽ được trang bị hai gương là gương phẳng và gương cầu lồi để giúp cho quý bác tài của mình dễ dàng quan sát hơn ở phần thùng xe. Thì còn cái về phần thùng xe, quý bác tài của mình sẽ quan tâm là xe này nó sẽ có kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao như thế nào. Thì bây giờ em sẽ mời quý bác tài cùng tìm hiểu đến phần thùng xe ha. Thì chiếc ZN800 này nó có tải trọng là 8 tấn 35 như ở đầu video cũng đã nói. Thì xe có chiều dài lọt lòng thùng là 7m6 với chiều rộng là 2m280 và chiều cao là 2m1 ha. Xe có hai phiên bản thùng bạc và thùng kính cho quý bác tài mình lựa chọn. Thì xe này thì được trang bị 7 bửng với 3 bửng hai bên và 1 bửng hông. Cái phần thùng này là phần thùng do mà nhà máy đóng nha, thùng bằng inox. Nếu như mà quý bác tài của mình muốn đóng thùng theo bửng nhôm thì bên em cũng sẽ hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu của quý bác tài mình luôn. Thì bây giờ em mời quý bác tài cùng đi đến phần khung gầm xe. Đối với phần khung gầm xe của dòng xe ZAC thì quý bác tài của mình sẽ rất yên tâm về phần sắc xi xe được dập nguyên khối nè, liền lạc từ đầu xe cho đến phía cuối xe ha. Với phần sắc xi dày và bảng lớn. Phía dưới quý bác tài cũng có thể thấy là xe đang được trang bị một cái phần cầu rất là lớn, cũng như là phần nhíp lá 2 tầng sẽ giúp cho xe của mình có độ chịu tải tốt khi có tải cũng như là khi quá tải. Thì còn với cái dòng xe ZAC N800 này đang sử dụng bánh có hệ số lớp là 825R20 ha, sẽ giúp cho xe của mình di chuyển mượt mà hơn cũng như là chinh phục mọi cung đường luôn. Khi mua xe ZAC 8 tấn thì quý bác tài cũng được trang bị một cái hộp đựng đồ và một cái bánh sơ cua. Dòng xe ZAC này thì rất là tiện lợi luôn. Thì em sẽ mời quý bác tài cùng theo chân em đi đến phần nội thất của xe, xem nội thất của chiếc ZAC N800 này nó có điểm gì đặc biệt không ha. Thì em và quý bác tài cũng đã ngồi trong cabin của chiếc ZAC N800 này rồi. Thì quý bác tài cũng có thể thấy là xe được trang bị 3 ghế ngồi và 1 giường nằm. 3 ghế thì được bọc nỉ ngồi rất là êm ái và thoải mái luôn. Với phần không gian cabin rất là rộng rãi và thoáng mát ha. Xe cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi, nào là vô lăng có trợ lực điện nè, giúp cho việc đánh lái của bác tài được nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Cũng như trước mặt quý bác tài đây là một cái bảng đồng hồ rất là lớn, thể hiện rất là đầy đủ các cái thông số km cũng như là hệ thống nước làm mát. Phía bên tay phải là hệ thống FM radio cũng như là hệ thống máy lạnh hai chiều.
rất là đầy đủ tiện nghi. Xe trên xe còn được trang bị hộp số phách ghe với 6 số tiến và một số lùi ha, giúp cho việc vô số của quý bác tài của mình cũng được êm ái và dễ dàng hơn. Còn phần trần xe cũng được trang bị cửa sổ lấy gió, sẽ giúp cho xe lấy gió từ phía ngoài và làm mát cabin ở phía trong hơn ha. Dòng xe RAC N800 này đang sử dụng đó là động cơ Cummins 4 máy với dung tích là 3.8 lít sẽ giúp cho quý bác tài của mình có thể di chuyển được mà và êm ái hơn, cũng như là chinh phục mọi cung đường. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu cho quý bác tài mình biết về cái dòng xe RAC N800 này rồi. Nếu như mà quý bác tài của mình cần tư vấn cũng như là hỗ trợ cảm giác lái thử thì hãy gọi vào số hotline bên dưới để em có thể tư vấn cũng như là giải đáp các thắc mắc cho quý bác tài mình ha. Nếu như mà quý bác tài của mình cần em ra video hay là cần em hỗ trợ gì thì hãy để lại bình luận bên dưới, em sẽ tư vấn cũng như là giải đáp cho quý bác tài của mình. Thì cuối cùng em xin chào và hẹn.